Mấy ngày vừa rồi thì em có lên một số mã loa Zamo rồi kép Q35 rồi là Panadim rồi rồi cái gì nhỉ? Henry. Thật ra là những đôi đấy thì em cứ lên đôi nào cũng hết đôi đấy rồi. Có một số bác thì hỏi là xem có đôi nào cao cấp hơn. Đây. Hôm nay em lên tiếp cho bác một đôi loa cao cấp hơn. Bốn đôi kia hết sạch rồi bác nhá. Sáng ngày hai đôi lên hết tất rồi. Tóm lại lên đôi nào hết rồi. Còn đây, đôi này đẹp rồi. Một đôi lên cho bác một đôi cao cấp. Có một số bác thì bác cần cao cấp và công suất khủng hơn. Sáng này thì thêm quýt kép Q35 bay rồi nhé. Rồi là loa Panadim bay rồi. Con này lại còn kép Q65 ạ. Con này công suất gấp đôi con kia, 200W một loa. Nhá, hàng Anh Quốc, hai cầu. Rất là đẹp luôn. 1742 và 1744 seri. Đấy, hai cầu. Con kép này Q65, 400W cả một đôi, 1 2 3 4. Con này chiều cao 90. Chiều cao 90, chiều ngang nó tầm 23. Chiều sâu 30 cả ấy căng. Con này để cho bác mức giá 6 triệu 900 nghìn. Các bác cứ tham khảo giá thoải mái, em Tuấn khai giá rõ cho bác tham khảo. Dòng này thì các bác nghe không thể chê được rồi. Dòng loa Anh Quốc thì rất là nổi tiếng. Anh Quốc dòng này rồi BMW rồi tai noi các thứ đấy. Đây ạ. Ê căng cũng còn đẹp bác nhá. Ê căng như này là ok rồi. Đấy. Được chưa? Đây, bóc này, còn nguyên bụi này. Có nhìn nhé, đấy, lau sạch luôn này. Thấy chưa? Đấy, cứ lau là sạch. Con này là màu vân gỗ rất là đẹp luôn. Màu vân gỗ, màu cánh gián. Màu cánh gián rất là sang. Rất là sang. Sáng ngày đôi kép Q35 nó chỉ có một bát này thôi. Như này thôi. Có đôi 3 triệu 9 các bác đã chốt xong rồi, đi luôn. Mấy đôi tóm lại đi đôi nào lên đôi nào hết đôi đấy. Còn con này thì là kép Q65. Nó lại còn thêm cả một con bát này nữa cơ. Một con bát 25 này nữa. Đấy, đánh rung nhà cho bác luôn. À, 6 triệu 900 nghìn. 6 triệu 900. Bác nhìn tất cả những góc cạnh của nó nhá. Em nó đẹp hết. Đẹp tất luôn. Tất cả các góc cạnh đẹp. Hầu như đẹp luôn. À, dòng loa này rất là dễ ghép âm đi bác nhá. Cực kỳ dễ ghép. Để con nhìn này. Đấy, lau cái nó đỏ rực luôn. À, lỗ thông hơi phía sau này. Lỗ thông hơi phía trước này. Cái lỗ thông hơi phía trước này là của cái con trung và con tép đồng trục đây. Còn lỗ thông hơi phía sau là của con bát này. Rồi, mức giá 6 triệu 900 nghìn. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Chào các bác.